cô chú anh chị, con tên Ngân, cô ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái cây gỗ hoàng dương. Thì những cái video trước thì con có làm nhiều video về cây gỗ hoàng dương. Thì tất cả những cái lô trước thì con đều hết hàng. Thì hiện tại là cây giống của con thì nó chỉ nằm trong cái video này. Thì hiện tại con có hai cỡ. Một cái loại là 250.000 một cây và một cái loại là 550.000 đồng một cây. Thì cái loại hai cái loại này thì là hai cây trở lên thì con sẽ bao phí vận chuyển cho quý cô chú anh chị luôn. Thì sau đây con sẽ mô tả cụ thể kích thước của cây để cho quý cô chú anh chị dễ dàng theo dõi và chọn mua nha. Đầu tiên là cái cây 250.000. Cái cây này thì nó đang ở trong cái chậu C11. Cái cây gỗ hoàng dương của mình thì nó rất là to khỏe. Ở đây con quay cận cảnh cái bộ rễ của cây nha. Cái chỗ mà cái rễ to nhất thì nó cũng cỡ như ngón chân cái vậy đó. Nó cũng chỗ cái chỗ to nhất, u nặng nhất nè. Cái loại này thì mình trồng, mình bắt mô lên thì nó sẽ có bộ rễ đẹp. Còn về cái chiều cao của cây á, thì nó sẽ cao là hai gang tay. Cái đọt cao nhất á, nó sẽ được hai gang tay của con. Cái loại này thì do mình cắt tỉa cho nó lùng lực á. Khi về thì quý cô chú anh chị có thể cắt tỉa để cho cây của mình nó lùng lực, nó đẹp hơn. Đây là cái bộ rễ của cái cây của mình nè. Nó u sần, nó nổi lên thì nó rất là đẹp. Con quay tổng thể cái cành nhánh của cả nhà mình xem nha. Thì cái loại này thì trong quá trình vận chuyển á, thì cây của mình nó thường bị vàng vàng lá như vậy gì nè. Nhưng mà cây của mình thì nó vẫn khỏe. Khi mà mình cái cây này mình quăng ra đất nó vẫn sống được luôn. Cây này nó rất là dễ. Cây này thì nó ưa nắng 100%. Nó ưa nắng và mình con thì chỉ chăm sóc ở chế độ bình thường, chế độ phân chuồng thôi. Cây nó cũng ít bị sâu bệnh. Còn cái cỡ lớn hơn là cái cỡ 550k. Cái chậu này không biết cái chậu xe máy, nó bự quá trời quá đất luôn. Thì cái cây này thì cái thân của nó thì nó cái chỗ bự nhất á thì nó cỡ nó nè, một cái vòng tay của con, cỡ như một cái vòng tay. Chỗ cái eo nó là một cái vòng tay của con như vậy nè, chậu cái eo của nó. Thì cái kích thước cây á, thì là tính từ miệng chậu đi lên. Thì cây của mình là nó cao khoảng tới cái đọt cao nhất thì nó khoảng được 3 gang tay. Và cây của mình thì cái nó có cành nhánh nó xum xuê, nó đẹp. Thì khi về thì quý cô chú anh chị có thể cắt tỉa để cho cây nó đẹp hơn. Và mình thay cái chậu phù hợp hơn thì cái cây nó sẽ tôn lên cái dáng của cây. Cái loại này thì nó dễ chăm sóc lắm. Mình thảy nó ra ngoài đất, mình bỏ nó thì nó vẫn sống. Và cái loại này thì mình trồng càng lâu càng có giá trị. Và đặc biệt là những cái loại lá kim thì nó mang ý nghĩa phong thủy tốt đến cho chủ nhà. Thì cách thức đặt hàng thì cũng như cũ, quý cô chú anh chị cho con địa chỉ ấp xã huyện tỉnh, tên và số điện thoại người nhận thì con sẽ gửi hàng cho cả nhà mình nha. Trong quá trình vận chuyển thì cây của mình nó có thể bị vàng lá giống như hồi nãy con nói vậy đó. Thì có gì quý cô chú anh chị thông cảm. Tại vì cây giống của mình thì những cái loại mà con chọn để con ship đi bưu điện á, thì là những cây nó có thể chịu được quá trình ship bưu điện từ 4 cho đến 9 ngày, 10 ngày. Thì đương nhiên là khi cây nó đi lâu như vậy thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của cây rồi. Nhưng mà tổng thể thì cây nó có thể phục hồi lại sức khỏe và phát triển tốt bình thường. Nên có gì quý cô chú anh chị, cô bác hãy thông cảm cho con. Đây là hai cái cỡ nè, một loại là 250.000 và một cái loại là 550.000. Thì cái loại này thì mình trồng ở phía trước nhà hoặc là trồng xung quanh sân vườn thì nó rất là đẹp luôn. Sức sống của nó thì vươn cao. Cây của mình thì càng ngày là cây thân gỗ nó càng ngày càng cao, càng to và càng đẹp. Nhưng loại này thì nó chậm lớn nên là mình vừa chơi, mình vừa ngắm, mình vừa cắt tỉa cành thì mình sẽ có cây kiểng đẹp để mình ngắm. Thì cách thức đặt hàng thì quý cô chú anh chị cũng điện thoại cho con hai số điện thoại trên màn hình trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, hoặc là nhắn tin Zalo. Còn kết bạn Zalo thì không được, tại Zalo con bị đầy bạn rồi. Hoặc là nhắn tin vô điện thoại thì con đều chốt đơn và gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha.
Trong quá trình vận chuyển thì giống như con nói, không có thể tránh khỏi là gãi dập. Thì quý cây này thì nó không có bị gãi, nó chỉ dập, nó chỉ bị độ vàng lá giống như con nói thôi. Tại con nói chung những cái loại cây giống khác ngoài cây gỗ hoàng dương thì con có nhiều loại, từ những cây kiểng bonsai như cây me, cây khế cho đến những cái loại cây ăn trái, rồi các loại cây bông trang, từ lá nhỏ, lá kim, lá trung, lá lớn cho đến mai con, mai ghép thì con hầu như có đầy đủ. Nên cả nhà mình thì có nhu cầu ủng hộ thì liên hệ với con nha. Tất cả những cái video thì con đều công khai giá, con đều công khai giá, và đương nhiên là khi mà mình mua số lượng nhiều thì mình sẽ được giá tốt hơn. Thì con ngày cố gắng để phục vụ quý cô chú anh chị mà ngày một tốt hơn, sản xuất được nhiều cây giống hơn để cung cấp cho quý cô chú anh chị cây giống tốt, ổn định, cũng như giá ngày càng hợp lý hơn, để quý cô chú anh chị dễ dàng lựa chọn và mua để mình sưu tầm giống. Thì không có nhất thiết là mình phải mua một loại 5 cây, 10 cây, mà mình có thể mua một loại, một cây, và mình mua nhiều loại để mà mình chơi. Thì con đều có ship hết luôn. Con xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của con, đã bấm đăng ký kênh của con, và luôn yêu thương, chia sẻ và thông cảm với con trong suốt thời gian qua, đã tạo nên động lực để cho con phục vụ quý cô chú anh chị ngày một tốt hơn. Con xin kết thúc video ở đây ạ.